Xin chào, thì hôm nay có một bạn là Pony TV đã hỏi mình rằng là anh ơi, chế tạo rìu đá với quốc đá kiểu gì vậy ạ? Thì mình sẽ trả lời câu hỏi này. Đầu tiên thì mình sẽ bắt đầu với cái việc lựa chọn nhân vật nha. Thì khi mà vừa mới với mới vào game thì nó sẽ cho mình lựa chọn hai thể loại nhân vật. Đầu tiên là Revenant. Cái này là theo cái mình tra Google dịch là nó ra cái người tôn kính gì đấy, nhưng mà mình hay gọi nó là Hunter hay là bán nhân gì đấy. Còn lớp nhân vật thứ hai là Human, là con người. Thì cái rìu đá với cuốc đá thì nó chỉ sử dụng cho con người thôi, con người thì mới sử dụng tới rìu với cuốc thôi. Còn cái lớp nhân vật này nè là nó không có sử dụng tới rìu với cuốc, nó chỉ dùng những cái hành động rất là thô thiển, là nó lấy tay nó chụp vô một cái rồi nó truyền một cái gì xanh xanh vô ấy, rồi cái nó thu thập thôi, chứ nó không có cần tới mấy cái dụng cụ thô sơ đấy. Thì bắt đầu với cái nhân vật là con người trước nha. Này bạn nằm ngủ hoài rồi. Đầu tiên á thì đây là lớp nhân vật là con người, mình cũng mới tạo mới thôi. Thì đây đây chính là cái cuốc, cái này là cái rìu, còn trong đây là cái cuốc này. Mình có thể tạo nó ở trong cái formula là bằng cách Ctrl G, hoặc là mình ấn vào cái chỗ này nè, ấn vào cái chỗ formula này đó, nó sẽ hiện ra. Đây là mình đã có thể chế tạo được cái Iron Axe và Iron Discard. Nói chung là cái này là rìu, còn cái này là cuốc đó. Ở dưới này á là rìu đá, cái này cuốc đá. Và ở trên đây là rìu sắt với cuốc sắt. Nói chung là mình càng lên cấp độ càng cao á thì nó sẽ cho mình những cái chế tạo những cái cuốc với rìu này á, thì nó sẽ cao cấp hơn. Như ở trong đây á, thì mình đã có một cái special discard nè. Cái này là một cái cuốc nha, chứ nó không phải là cái rìu nha, nhưng mà sao nhìn nó là hình dạng của cái rìu thì mình cũng đã biết. Cái này là nhà sản xuất nó tự tạo hình rồi tự đặt tên. Thì khi mình sử dụng nó, cái rìu này tác dụng của nó là để thu thập gỗ và đá. Thì cái việc đầu tiên thì mình phải đi ra bản đồ khác để thu thập. Mình sẽ đi qua cánh đồng lúa mì. Cái rìu này á, thì nó được sử dụng với hai mục đích. Một á, là mình có thể dùng nó để thu thập nguyên liệu. Hai á, là mình có thể dùng nó để mình tấn công. Và cái sát thương mà nó gây ra thì phải nói là như hạch luôn. Thà mình vứt bỏ nó đi rồi cái mình lấy tay mình cào còn nhanh hơn. Đây, hiện tại là trên tay mình đang cầm một cái rìu, nhìn nó rất là mạnh mẽ. Đá cổ đổ hết rồi không biết. Ở đây có một viên đá này. Đây, thấy không? Cầm cái rìu sắt đập vô cục đá này. Ngoài đời á, đập là mớp sắt hết rồi đấy. Còn thu thập gỗ. Cái rìu này á, là nó có thể vừa thu thập sắt, vừa thu thập quặng, với lại vừa thu thập gỗ luôn nha. Còn như cái rìu đá với lại cuốc đá là hai cái mục đích khác nhau, nó không có giống nhau đâu. Nó không thể nào mà thu thập cùng lúc sử dụng cùng lúc một cái mà thu thập được hai loại nguyên liệu. Giả sử nha. Thì đây mình sử dụng như cái mình chế tạo cái rìu đi, với lại một cái cuốc. Thì đây nhá, mình đã chế tạo một cái rìu rồi nè. Mình sẽ sử dụng rìu để mình chặt gỗ. Thì cái này là chặt được nha. Rồi, ở đằng kia có một viên đá, mình sẽ dùng cái rìu này để mình chặt đá. Thì tất nhiên là đếch được rồi.
đó, nó không cho mình sử dụng rìu để mình thu thập đá đâu nha, nên cái việc mà thu thập đá là phải dành cho cái cuốc này nè. Đó, mình đổi cái cuốc rồi mình thu thập đá thì nó lại thu thập được, và ngược lại thì cái cuốc này nó cũng chỉ thu thập đá được thôi, chứ nó không có thể nào mà thu thập được cái gỗ đây, thấy không, nó không có cho mình thu thập gỗ này. Và cái gỗ là nhiệm vụ của cái rìu, bỏ nó qua chặt đấy. Và những cái này á thì mình có thể dùng làm vũ khí để mình đi kiếm một con zombie đó, không biết chúng nó trốn đâu hết rồi, không biết. Bình thường thấy chúng nó hay lẩn vẩn quanh khu vực này nè. Tuyết rơi mà mù mịt tăm tối thế này, không thấy đường chạy luôn á. Zombie đâu hết rồi ấy nhỉ? Hết tuyết rồi, mừng quá đi. Ủa, bình thường mấy cái chỗ này phải có zombie chứ nhỉ? À, kia có một con kìa. Mình chạy tới mình test thôi nha. Đây này, cầm cái rìu, chặt nó. Cầm rìu cái gì? Cho chặt cái coi. Đấy, gây 25 vết thương này, thấy chưa? Lụm. Cái cuốc nó cũng có thể gây được sát thương nha. Mình chuyển qua cái cuốc này. Đấy, lại phải đi kiếm thôi, nguyên khu vực có một mỗi mỗi một con ấy thôi. À, kia có một con nữa kìa, vả nó. Đấy, cuốc cũng có thể gây được sát thương. Và đây á là cuốc và rìu khi sử dụng cho nhân vật human. Sau khi đã giới thiệu cách dùng cuốc và rìu ở bên nhân vật human thì mình sẽ giới thiệu đến mọi người cái rìu khi mà sử dụng ở bên cái nhân vật Revenant nha. Vậy bạn, đây đây là cái nhân vật Revenant. Thì nói chung á là cái nhân vật này mình sẽ không thể nào tạo được cái cuốc và rìu đâu. Đây này, thấy không? Ở trong formula hoàn toàn không có. Hoàn toàn không có nha. Thì cái cuốc cái rìu này nè, mình có được một cái là trong cái nhiệm vụ mà tải tài nguyên game ở trên điện thoại ấy, thì nó cho mình một cái. Và mình cũng đếch biết làm gì nên mình cóc mãi tới bây giờ mới có dịp sử dụng lôi ra giới thiệu cho mọi người luôn. Thì khi mà cái nhân vật này nó cầm cái rìu trong tay thì nó thật là mình không biết dùng để làm gì luôn. Bây giờ mình sẽ đi qua cánh đồng lúa mì nha. Nó không thể nào mà chặt được gỗ, cũng chẳng thể nào đào được đá, rồi nó gây sát thương thì chỉ có 5 cái sát, nói chung là 5 điểm sát thương cho mỗi lần đánh. Thì không biết một con zombie mà nó 100 máu thôi à, mình phải đánh nó tới 20 lần thì nó mới chết. Tốn thời gian phết chứ đùa. Này, ở đây có một cái này là cây hiêm đá, bên này có một cục đá này. Đây nó dẹp cái rìu đi, xong cái nó dơ cùi chỏ, nó giỏ cái chân lên rồi cái nó đạp một cái bụp, nó lấy cục đá, nó không có dùng rìu. Còn thu thập gỗ này, coi đây, mình đang cầm cái rìu đúng không, rồi nó có cái rìu đi. Nó thò cái tay ra, cái nó chuyền cái dịch vô cái cây, rồi cái cây nó vỡ ra cái bụp, rồi xong, thu thập xong.
không? Mục đích cầm cái rìu của cái nhân vật Revenant này không có tác dụng gì hết. Hết. Này, thu thạch đá này, đấy, nó lại có cái rìu vào. Thế mới đau. Đi kiếm một con zombie đánh thử nè. Ở gần khu vực này thì không có đâu, phải đi xa xa một xíu. Zombie ở đâu hết thì nhờ. Cay thật sự luôn á. Lúc tìm thì không thấy con nào hết, còn lúc mình không cần thấy thì chúng nó ở đâu một bầy, chúng nó dí nhau, nó dí mình chạy chạy không kịp. Ở đây toàn cừu thôi, không có zombie đâu. Ô bên này cũng không có luôn kìa. Bị dọn dẹp sạch sẽ rồi sao mà. Hello. Hình như hồi nãy mình thấy bên này có một con này. Kì kì. Thấy nó rồi kì. Chạy tới chặt thử cho coi nha. Mình sẽ làm một lần duy nhất thôi. Gió. 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 Chặt vô cái hoa thì được 24 nha. Còn chặt bình thường. Chặt vô cái hoa thì nó tăng sát thương. Tại vì cái nhân vật rồi bên này nó có khi mà mình tấn công á nó sẽ xuất hiện một cái hoa. Khi mình tấn công vào cái hoa đó nó sẽ gây thêm sát thương. Giả sử mình chặt vào cái chân này. Sao cứ chặt trúng cái hoa vậy? Mấy cái con quỷ này cào kiểu gì nó cũng trúng cái hoa, thế mới hay chứ. Lại đây bạn nghe. Đấy, đây là cái rìu khi mà trong tay của Revenant. Nó chỉ có tác dụng là đi chặt zombie vậy thôi á. Nó không có dùng để thu thập được như bên human nha. Ok, vậy là mình đã giới thiệu với mọi người về cái cuốc và rìu ở trong game Laughter. Chúc mọi người chơi game vui vẻ.